Thưa quý vị, với việc đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân vật lực và hoàn thiện quy trình về phòng chống dịch trong đón khách quốc tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch về việc triển khai phối hợp thí điểm đón khách quốc tế với tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng cùng với Quảng Nam, Phú Quốc, Kiên Giang, Quảng Ninh và Khánh Hòa đã bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, lượng khách chưa đạt kỳ vọng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong đó, riêng đối với Đà Nẵng, dù đã đón một số đoàn khách quốc tế hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng từ giữa cuối tháng 11, tuy nhiên, khách đều đi theo các tour du lịch trọn gói đến Quảng Nam. Vì vậy, Đà Nẵng và Quảng Nam đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý chủ trương cho phép hai địa phương kết nối các cơ sở cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đã được hai địa phương phê duyệt để các đơn vị đưa vào khai thác phục vụ khách theo chương trình du lịch khép kín dưới 7 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố làm việc với Quảng Nam để tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế có thể đi tham quan du lịch tại cả Đà Nẵng và Quảng Nam trong cái chương trình thí điểm đón khách quốc tế. Và chúng tôi cũng đã làm việc với các hãng lữ hành, các hãng hàng không để triển khai các cái nội dung, các cái kế hoạch cũng như là các cái chương trình đón khách du lịch trong tháng 12 cũng như là đặc biệt là trong tháng 1 năm 2022. Tới thời điểm này thì các cái công tác chuẩn bị cũng tương đối sẵn sàng. Việc phối hợp triển khai đón khách du lịch quốc tế giữa hai địa phương được kỳ vọng sẽ tăng cường thu hút khách quốc tế đến miền Trung. Hiện nay một số các thương hiệu lớn tại Đà Nẵng trong cái resort 5 sao thì đã có sự chuẩn bị cơ sở đầy đủ các cơ sở vật chất, và đặc biệt là qua cái sự thẩm định của Sở Du lịch thì cũng đã đồng ý chủ trương cho phép trên cơ sở cùng tiếp đón với Quảng Nam trên cái việc mà mở đường bay quốc tế về lại Đà Nẵng và Hội An cũng giống như Quảng Nam, thì cái sự liên kết này nó là một cái điều kiện rất là tốt. Theo đánh giá, Quảng Nam và Đà Nẵng trở thành điểm đến chung sẽ tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế. Khi kết nối hai địa phương, chương trình tour sẽ phong phú hơn, tăng tính trải nghiệm và thu hút khách hơn. Hai địa phương cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai phương án phối hợp.